xin chào tất cả anh em, mình là Irene, tôi có 68 TV và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho anh em một dự án khá là đặc biệt có tên là Crush. Khi mà trải nghiệm dự án này á, thì anh em sẽ có cơ hội nhận được điểm thưởng để đổi ra token với tiềm năng là có thể nhận được tới hàng trăm cho đến hàng ngàn đô, thậm chí là nhiều hơn nữa. Với cách thực hiện thì mình cho rằng khá là đơn giản và đặc biệt là chi phí bỏ ra thì cực kỳ thấp, có thể nói là bằng không. Hãy cùng Irene tìm hiểu xem kèo này như thế nào và cách thực hiện ra làm sao nhé. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này, đừng quên like, share cũng như là subscribe cho 68 TV và ấn vào nút chuông ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, đầu tiên anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu Crush là gì và mô hình kinh doanh của dự án này như thế nào. Về cơ bản thì Crush hay viết đầy đủ là Get Crush thì là một dự án giúp cho anh em kiếm được tiền thụ động thông qua việc là bán lại một phần băng thông internet mà anh em không dùng đến bằng cách là cài đặt một tiện ích mở rộng web là Crush, thì ứng dụng này sẽ tự động bán lượng internet chưa sử dụng tới của anh em cho những cái công ty như là công ty quảng cáo này hay là các công ty AI. Những người này thì sẽ sử dụng nó để thu thập internet và đào tạo những mô hình quảng cáo hay là những mô hình AI của họ. Crush thì cam kết là sẽ cho phép các công ty này sử dụng băng thông một cách nhàn rỗi mà không cần phải truy cập vào thông tin cá nhân của anh em. Tất cả những người mua thì sẽ được kiểm tra và kiểm soát một cách chặt chẽ để đảm bảo không sử dụng sai mục đích hoặc là hoạt động bất hợp pháp. Và Crush thì cũng sẽ chỉ sử dụng tối đa 0,3% băng thông của anh em bất kỳ lúc nào và sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ internet của anh em. Về việc này thì chính bản thân mình đã chuột bạch sau khi mình test và kiểm chứng, thì mình công nhận là tốc độ internet sau khi mà anh em cài đặt ứng dụng trên thì vẫn hoàn toàn bình thường. Anh em vẫn có thể chơi game, làm việc, giải trí hoàn toàn bình thường với tốc độ internet chuẩn nha anh em. Thêm một điều nữa thì Crush đang là một giải pháp ở trong mảng đẹp pin khá là hot trong thời gian gần đây. Bản thân mình đã làm một video về mảng này rồi, nếu như anh em chưa xem thì có thể xem lại trong đường link mình để ở góc màn hình hoặc là bên dưới phần mô tả. Trong thực tế thì việc chia sẻ băng thông như này thì không phải quá là hiếm. Nếu như anh em đã từng sử dụng những cái phần mềm như là VPS, VPN hay là MoProxy thì có thể hiểu biết rõ hơn về cơ chế này. Thứ hai, vậy thì dự án này có gì đáng chú ý và tiềm năng airdrop sẽ như thế nào? Theo như mình tìm hiểu thì một số đặc điểm nổi bật của Crush sẽ bao gồm: thứ nhất là về các vòng gọi vốn thì hiện tại WeNetwork là đội ngũ phát triển đứng đằng sau dự án Crush thì đã huy động thành công 2 vòng gọi vốn với tổng số tiền huy động khoảng 4,5 triệu đô từ vòng pre-seed và vòng seed. Một số những nhà đầu tư lớn tham gia góp vốn vào WeNetwork thì bao gồm có Polychain Capital, Treebear Capital, Big Brand Holding và một số những cái tên khác. Điểm nổi bật thứ hai là cách tham gia cực kỳ dễ dàng. Người dùng thì có thể tham gia vào Crush bằng cách là tải một cái tiện ích ở trên Google hoặc là tải một ứng dụng ở trên Google Play. Chỉ cần có một email và một đường truyền internet ổn định cùng với một thiết bị phần cứng đơn giản là anh em đã có thể tham gia vào Crush rồi. Thứ ba là hỗ trợ rất là nhiều các thiết bị khác nhau. Người dùng thì có thể sử dụng PC hay là máy tính để bàn này, laptop hoặc là điện thoại Android để có thể tham gia vào Crush. Tuy nhiên thì Crush mới chỉ hỗ trợ phiên bản tiện ích trên máy tính để bàn, laptop và dành cho điện thoại Saga của Solana. Với điện thoại Android bình thường thì anh em có thể sử dụng một trình duyệt có tên là Wiki để cài đặt ứng dụng Crush. Bên cạnh đó thì dự án thông báo là các phiên bản trên Google Play và App Store thì cũng sẽ sớm được áp dụng trong thời gian tương lai. Đặc điểm nổi bật tiếp theo là có cộng đồng mạnh và marketing khá tốt. Hiện tại thì trên X và Discord của dự án này thì đều có hơn 200.000 thành viên được follow bởi nhiều KOL quỹ lớn và các bài đăng thì đều có lượng tương tác cực kỳ khủng và độ thảo luận cao. Hơn nữa là mình thấy có khá nhiều các sàn sách có động thái là shill cho Crush, không rõ thì đây chỉ là trùng hợp hay là chúng ta liệu có thể chứng kiến một sự kiện chấn động hay không. Đặc điểm nổi bật cuối cùng và cũng là đáng chú ý nhất của Crush đó chính là về tiềm năng kiếm tiền hay là airdrop. Khi mà tham gia Crush thì Crush đã cam kết cho anh em có thể kiếm được ít nhất là 30 đô thu nhập mỗi tháng khi mà bán băng thông internet không sử dụng đến cho giao thức này. Ngoài ra thì người dùng khi mà tham gia vào Crush thì có thể nhận được token Crush bằng điểm Crush Point. Theo như mình trải nghiệm dự án Get Crush thì mình thấy là với một thiết bị PC có cấu hình trung bình và tốc độ mạng tốt thì chúng ta có thể kiếm từ 2.000 cho đến nhiều nhất là khoảng 2.400 điểm point một ngày. Hiện tại thì giá OTC của Crush Point mà mình tham khảo ở trên World Market là một trong những cộng đồng OTC khá lớn của thị trường crypto thì giá của điểm point này đang được giao dịch quanh
quanh mốc là từ 100 đô cho đến 300 đô trên 100 ngàn điểm thôi, và có thể cao hơn nữa từ 500 cho đến 800 đô chẳng hạn. Bản thân mình thì đang kiếm được từ 5 ngàn cho đến 10 ngàn điểm point một ngày. Một số người bạn khác của mình thì có thể kiếm nhiều hơn, từ 20 ngàn cho đến 50 ngàn point một ngày. Anh em có thể nhân lên để tính thu nhập nhá. Tuy nhiên thì mình cũng xin lưu ý cho anh em là hiện tại vẫn chưa có tỷ lệ quy đổi giữa điểm point này quy đổi ra token của Crash, và chưa có giá token của Crash, cho nên là giá OTC này vẫn chưa là giá chính thức. Tất cả những điều trên thì chỉ là con số ước tính để anh em tham khảo thôi. Rồi ok, sau khi đã chia sẻ cho anh em về tiềm năng airdrop của dự án này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tham gia vào Crash cũng như là các tips để có nhiều điểm nhất có thể nhá. Đầu tiên thì anh em sẽ cần truy cập vào đường link là app.getcrash.io. Mình sẽ để đường link này ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận. Tiếp theo thì anh em hãy điền email, username, sau đấy gõ mật khẩu mà anh em muốn. Mật khẩu này thì sẽ bao gồm chữ hoa, chữ thưởng, số và ký tự đặc biệt. Kế đến thì anh em hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa, tích xác nhận đồng ý, tích captcha và cuối cùng là ấn vào nút đăng ký. Bước thứ hai thì anh em hãy thêm tiện ích vào Chrome, rồi anh em hãy truy cập vào đường link mình cũng sẽ để ở phía bên dưới phần bình luận và mô tả. Sau đấy anh em bấm vào thêm tiện ích và trình duyệt. Bấm vào tiện ích này và ghim nó vào thanh trình duyệt của anh em. Rồi anh em bấm vào logo của Crash và tiến hành đăng nhập. Gõ email mật khẩu mà anh em vừa đăng ký ban nãy và ấn đăng nhập. Bước thứ ba là anh em sẽ kết nối và cho tiện ích này tự động farm điểm cho anh em. Anh em nhớ là sau khi đăng nhập xong thì anh em hãy online, tức là để tab đó khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để cho tiện ích này có thể connect và bắt đầu tham gia lấy điểm cho anh em. Còn nếu như anh em chưa connect được thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Anh em có thể bấm restart lại máy, tắt máy bật lại, hoặc là anh em có thể cài đặt lại cái tiện ích này một lần nữa cho đến khi mà tiện ích này hiện một dấu connect màu xanh chứng tỏ là đã connect được rồi nha anh em. Sau đó thì anh em có thể khám phá thêm trang chính của web trên Crash này để có thể tìm hiểu thêm về cơ chế của dự án cũng như là cách kiếm điểm. Trong hàng ngày sử dụng thì anh em cứ sử dụng trình duyệt như bình thường thôi. App này thì sẽ tự động farm điểm cho anh em mỗi ngày dựa trên băng thông mà anh em sử dụng. Ok, phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về một số lưu ý cũng như là thông tin khác về Crash cho anh em. Để an toàn nhất thì mình có một lời khuyên cho anh em, đó chính là anh em hãy nên cài cái extension này, cái ứng dụng này và một trình duyệt phụ. Và trình duyệt này thì anh em nên ít sử dụng và ít lưu những cái dữ liệu quan trọng của anh em. Có thể là sử dụng Brave này hay là Edge, hoặc là bất kỳ một cái trình duyệt nào mà anh em ít sử dụng mà có thể cài đặt những ứng dụng của Chrome. Ở đây thì anh em không nên lưu các dữ liệu quan trọng, và anh em nhớ là đừng nên cài đặt vào cái trình duyệt chính của anh em. Tốt hơn nữa và để an toàn hơn nữa thì anh em có thể cài đặt vào những cái máy tính hay là những cái điện thoại mà anh em ít truy cập, ít động đến, có thể là những cái điện thoại phụ hay là máy tính phụ của anh em, hay là anh em có thể đi thuê các cái VPS là những cái máy chủ ảo. Nhưng theo mình tìm hiểu thì khi mà anh em sử dụng cách này thì anh em sẽ mất thêm phí và có thể đào hay là farm điểm chậm hơn nha anh em. Ok, cuối cùng là về các tips để nhận được nhiều điểm Crash hơn thì theo mình có một số tip như sau để anh em có thể kiếm được nhiều điểm Crash nhất. Thứ nhất là về cơ chế rep. Hiện tại thì anh em có thể gửi link rep của anh em cho bạn bè, người thân. Rep được càng nhiều thì anh em sẽ nhận được càng nhiều điểm Crash. Có một số mốc mà nếu như những cái người mà anh em rep được đạt được 100 giờ chẳng hạn thì anh em sẽ nhận được thêm 5.000 điểm point. Những cái cột mốc này thì mình sẽ để trên màn hình để anh em theo dõi thêm. Anh em có thể dừng màn hình lại ở đây. Hoặc là với những anh em đam mê vặc máy tính hơn thì với những VPS mà anh em thuê, anh em có thể tạo nhiều tài khoản ở trên nhiều trình duyệt khác nhau, sau đấy anh em fake IP và bật MP3 cho nghe nhạc hoặc là xem YouTube 24/24 giờ luôn. Cách này thì có thể đào một lượng khá là lớn. Và ngoài ra anh em có thể thường xuyên tương tác với dự án ở trên các mạng xã hội, vào Discord để chat lấy role là webcom. Ở role này thì cũng khá đơn giản thôi, anh em chỉ cần chat một vài ngày là được. Khi mà anh em tương tác với các mạng xã hội như vậy thì cũng có thể nhận được tiềm năng airdrop thêm của dự án Crash. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ review về dự án Crash cũng như là hướng dẫn anh em cách tham gia vào dự án này. Bản thân mình đánh giá thì Crash hay là GetCrash là một kèo khá là tiềm năng, vì cơ bản thì khi mà anh em tham gia thì anh em gần như là miễn phí, và cách thức tham gia thì đơn giản, dễ dàng, và quan trọng hơn hết thì cái mô hình kinh doanh của GetCrash khá là hay. Và hiện tại thì GetCrash cũng đang ở trong một cái narrative khá là hot của thị trường là đẹp pin. Có thể đây sẽ là một trend và narrative lead thị trường ở trong tương lai thì sao? Anh em nghĩ sao về Crash và anh em có những câu hỏi nào về dự án này hay không? Hãy để lại ý kiến và bình luận của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe qua 68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!